thất bại cha vẫn không ngần ngại. Yeah. Mẹ rất là tự tin và mỗi người một tính cách. Dù ngày mai ra sao chúng ta vẫn mãi bên nhau. Dù gian lao nhưng gia đình ta vẫn luôn yêu thương nhau. We can fly, fly through the sky. We can fly so high. Gia đình là số một. Gia đình là số một. Gia đình là số một, gia đình là số một, gia đình là số một, gia đình là số một. Có biết đâu mẹ cùng đúng mẹ rồi. Mình thương nhau mà đúng chú, chú đó mình hay giúp đỡ nhau mà chú ơi. Hai người làm gì vậy? Không nha chú. Không. Sao lại đánh nhau vậy hả? Only you. Cô sao không? Cô sao không Hiệp? Cô không sao hết á. Em cảm ơn thầy Phú. Ờ có gì đâu. Hết hồn hết nhé. Không biết giúp gì vậy ta. Ủa mà sao hai chú cháu lại đánh nhau là sao? Đâu có, nó trốn học. Bắt nó lại đó chứ. Không không, con không có chỗ học. Tại sao chỗ học? Giờ này không vô lớp là sao? Còn đứng đó nữa hả? Vô lớp lẹ. Cảm ơn thầy Phú. À, có gì đâu. Ủa mà cô Hiền đi đâu vậy? À, dạ em đi qua chỗ tập kịch để coi mấy đứa nhỏ tập tới đâu rồi thầy. Ủa vậy hả? Dạ. Vậy tôi cũng muốn đi coi xem cô dàn dựng tới đâu rồi. Vậy mình đi chung thầy ha. Ừ. Dạ mời thầy. Các em thân mến, sau đây là một phân đoạn do Romeo và Juliet rất rất là cảm động. Hai người gặp nhau, các em tập trung xem bạn mình diễn nha. Bắt đầu. Juliet nàng hỡi, nàng đang ở đâu? Nàng có biết rằng ta nhớ mong nàng từng giây từng phút. Romeo Juliet. Ơi nàng ơi, cô Hiền, cô chọn vai Juliet gì mà cái mục vừa chà bá vậy? Không có sao hết đó thầy. Bao giờ diễn em lấy phấn em đắp vô là che hết à. Quan trọng là bạn này diễn tốt, hay lắm. Nhưng mà có đắp được không? Được, không có sao hết. Juliet, nàng có biết ta luôn nhớ mong nàng. Cái gì vậy? Juliet, nàng có biết ta luôn nhớ mong nàng. Juliet nàng. Juliet. À, cả đời. Cũng không. Sao không lại rủ anh đi coi phim? À, nhưng mà anh chưa có nhận lời. Anh. Cô cô, em từ bỏ cái này em không diễn nữa. Hả? À, Như, em đâu vậy? Như. Tú, em đang hẹn hò với em Như thì tại sao em lại rủ bạn Hồng đi coi phim đó là sao? Em xin lỗi cô. Như bỏ vai này rồi, chắc em không diễn nữa. Tại em chỉ diễn được cái Như thôi cô à. Khoan đã. Em xin lỗi cô. Khoan. Tú ơi. Tú. Cái gì vậy? Rồi. Sắp thi diễn rồi mà tự nhiên bây giờ Romeo và Juliet bỏ vai là sao? Chết rồi, thầy Phúc qua bây giờ không có diễn viên làm sao mà. Tôi nghĩ phải trả vé thôi cô à. Hả? Không có được đâu thầy, vé đã bán rồi, trả vé như vậy rồi, mất uy tín của mình hết. Cô bán được bao nhiêu vé rồi? Trời ơi, bán được nhiều lắm rồi đó thầy. Em tính sơ thầy coi. Này, có ba mẹ em nè. Có hai đứa em của em là 4, thêm em là 5. Rồi hai người bạn của cô Diệu Huyền nữa là cứ 7 vé thầy. Cái gì bán vé cho người thân không vậy? Còn người thân có sao đâu, trả vé được mà. Không được đâu thầy ơi. Thầy ơi, làm sao mà trả được? Trả vé rồi không diễn vậy rồi là mất uy tín của trường mình hết. Còn có thầy Quyền nữa, em biết ăn nói hay sao với thầy Quyền bây giờ thầy Phúc. Với phương châm sống của em là cho dù bán được một vé vẫn phải diễn. Bây giờ mấy em bỏ vai hết rồi, bây giờ sao đây thầy Phúc? Cái này là gay rồi.
ốc 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 ốc. Bé Năm. À, dạ con chào cậu chủ. Năm đang giặt đồ hả? Dạ. Kìa, cha này kỹ kỹ nha chưa? Dạ. Cậu chủ cha heo ăn hả? Ừ. Nè, cha này kỹ kỹ nè. Dạ. Năm ơi, Năm đẹp quá Năm ơi. Năm à, Năm đẹp quá à. Ý. Cậu chủ. Cậu chủ. Cậu chủ nha. Cậu chủ ơi, sao cậu chủ là cậu chủ nghèo con gì kỳ vậy hả? Ai biết đâu. Cậu chủ. Nè nè, soi soi gương xuống đây coi nè. Nè, soi xuống coi đi. Hô. Cái gì vậy? Cậu chủ kỹ. Kỹ gì? Mỗi lần tôi hù có bà giật mình vui với sợ bị nay tính bơ trời. Ông với ai mà giật mình? Ôi, hết vui. Đợi mình chút nha. Chút. Cho xin giấy cam nha. Ừ. Em chào thầy. Thầy Dũng ơi. Chào em. Ừ, cảm ơn bạn. Ủa Mận kiếm gì cho em hả? Dạ đang tìm cho em mấy cái cuốn DVD ấy mà. Ồ. Phải này không? Ừ, hình như đúng rồi á. Ừ. Còn cái phim hành động nữa nè. Coi đã lắm. Bạn có chưa? Coi rồi. Dạ. Mận! Đứng im. Chờ chút. Đứng dậy. Thẳng người lên. Thẳng người lên. Chuẩn bị xuất vô. Sức vô. Dạ chú. Sang nữa. Sang nữa. Hai đứa nhìn nhau coi. Nhìn nhau. Dạ chú. Nhìn nhau. Hai cái đứa này đẹp đôi quá ta. Đúng rồi. Gần ngay trước mắt. Chứ kiếm đâu cho xa. Chú chọn hai đứa. Hỏi các em là ở đây em nào có đủ tự tin là mình có thể vào gia Romeo and Juliet với tay lên. À, chết rồi. Bây giờ làm sao bây giờ? Long ơi Long. Dạ. Tình hình bán vé sao rồi em? Không được cô à. Đâu có bán được đâu. Em nghĩ là mình nên trả vé đi. Chứ giờ gần đến ngày diễn mà Romeo Juliet còn chưa có làm sao bán vé. Làm sao mà trả vé được, mất uy tín của mình hết. Chứa rồi, bây giờ tìm Romeo Juliet ở đâu bây giờ? Long. Dạ. Cô có một suy nghĩ vô cùng táo bạo. Suy nghĩ gì vậy cô? Em sẽ vào vai Romeo. Ôi, còn ai vào vai Juliet? Là cô. Ôi má ơi. À, bạo quá hả? À, đợi cô xíu. Dạ em nghe là thầy Phúc. Hả? Mận với Yumi hả? À, nhưng mà liệu hai em đó có biết diễn được không thầy? Cô yên tâm đi. Dưới con mắt nhà nghề của tôi, hai đứa này rất là đẹp đôi. Trời sinh hai đứa ra là dành cho hai vai chính đó đó. À, nhưng mà dạ dạ, bye bye thầy. Các em ơi, chúng ta đã có Romeo and Juliet rồi. Ai vậy cô? Ai vậy? Là Mận với là Yumi đó. Mận và Yumi. À. Con thấy hai người đó hợp lắm cô à. Phải không em? Dạ dạ dạ. Được rồi, đi bán vé liền đi Long. Đi bán vé, đi bán vé. Romeo Juliet đã mở cửa lại anh em ơi. Các em ơi, tươi tỉnh lên, vui vẻ lên, tập đi tập đi các em ơi. Lên đi lên, đi lên. Ủa là sao vậy chú? Con nghĩ là hai đứa thì đóng hai vai chính trong vở kịch Romeo and Juliet. Thôi ghê lắm, còn đóng cái vai đâu chú ơi. Cái gì vậy? Hai cái đứa này. Hai đứa có biết là hai đứa rất là đẹp. Rất đẹp đôi, rất hợp vai không? Hả? Đóng đi. Nhưng mà Juliet là ai con còn không biết nữa mà. Con hỏi gì Yumi? Juliet là một mỹ nhân, một hot girl thời xưa. Rất đẹp. Và con cũng rất đẹp, rất hợp vai. Con đóng đi. Bà đẹp lắm hả thầy? Đúng rồi, bà rất đẹp và rất nổi tiếng.
Hồi xưa biết bao nhiêu chàng trai cua bả nhưng không được. Bởi vậy con rất là hợp vai, đóng đi nha. Ừ, nếu mà đẹp như vậy thì thôi, cũng được. Rồi, con được chọn. Còn con, Mẫn. Cái gì lắc đầu Mẫn? Con không có dài Romeo nữa đâu. Tại sao không đâu? Cái dài gì mà bận mấy cái áo tay bèo sến lắm chú. Chúng thấy sến mà, sến mà không được sang luôn á chú. Cái thật. À, vậy là con muốn mẹ của con á nhận được một lá thư của ban giám hiệu để giải quyết cái vụ con đánh lộn đúng không? Chú chơi kỳ quá chú. Hai chuyện đâu liên quan gì với nhau đâu, chú lôi vô chú. Chuyện ba mẹ con là chuyện đóng kịch, nó không liên quan gì với nhau chú. Cái thằng này, giỡn mặt hả? Con tưởng là chú gì tình thân, bỏ qua cho con hả? Thôi, con nói rồi đó, con nhất quyết là con không đóng cái vai Romeo đâu. Tại sao không đóng? Con không thích. Tại sao không thích? Sến. Không sến đâu, cái mặt con rất đẹp, rất hợp vai. Chỉ có mặt con đẹp là thắng rồi, hiểu chưa? Đúng rồi, cộng với lại nhan sắc mỹ nhân của con nữa, chắc chắn là thành công. Chính xác. Cậu Dung ơi, cậu Dung ơi, cậu Dung. Dạ dạ. Dạ sao chú? Dạ sao vậy chú? Ừ, quay chạy ra. Ờ, chú nói cái này á. Chạy ra. Trời ơi, con rắn độc, canh ra. Trời ơi. Trời, rắn giả mà chú la ung sùm vậy. Trời ơi, con làm cái gì kỳ vậy? Chỗ là phòng khám mà đem rắn giả vô, rủi bình dân tới tao xỉu rồi sao? Có đâu, con có đem đâu, của mấy đứa nhỏ nó vô nó để quên đó chú. Đi. Vậy thôi con đem Dục nha. Ừ. Quên. Dục hả? Dạ. Để cho tôi. Chi vậy chú? Phải rắn giả không? Dạ mẹ nè. Chú lấy chi vậy? Ờ. Chuyện của tôi. Ồ, giống thiệt quá. Bé Năm. À, dạ, cậu chủ mới đi thăm ruộng về hả? Đừng có kêu cậu chủ, anh Nghĩa được rồi. À, đúng rồi, Nghĩa mới đi ra để bắp về. Ra ngoài đó, cái Nghĩa thấy con thỏ dễ thương quá trời. Cái Nghĩa bắt về tặng cho bé Năm thích không? Thiệt hả cậu chủ? Vậy hả? Nè bé Năm. Gì vậy? Bé Năm làm gì vậy? Năm sợ bé Năm là chủ mà con rắn thì. Cái gì đâu, con rắn nó hiền mà nó đâu có cắn đâu nè, thấy không? Bé Năm đừng có sợ tao. Để con chủ ơi, con rắn thì. Bé Năm. Đừng có sợ nữa, Nghĩa quăng con rắn đi rồi. Đó, Nghĩa quăng rồi. Con Nghĩa biết là người ta sợ rắn lắm không? Con Nghĩa ghẹo gì kỳ cục quá vậy? Nghĩa muốn ghẹo bé Năm tí xíu thôi chứ không có làm cho bé Năm sợ với khóc gì đâu. Mà Năm sợ rắn lắm. Lần sau con Nghĩa đừng có ghẹo Năm vậy nữa. Năm sợ lắm. Thôi đừng có khóc nữa. Nghĩa biết rồi. Lần sau á, Nghĩa không có ghẹo bé Năm vậy nữa đâu. Nho. Nghĩa à. Dạ. Dạ, con xuống rồi mẹ ơi. Ba chủ gọi cậu chủ kìa. Ừ, nhớ nha. Đừng có giận Nghĩa nữa nha. Nha. Rắn Nghĩa, bà xích bà, rắn ra, hết hồn. Rắn giả mà hù ai? Hồi xưa bà không sợ vậy? Trời ơi, sợ gì mà sợ. Nếu hồi xưa bà sợ lắm à? Hồi xưa là còn nhỏ, còn bây giờ tôi già từng tuổi này mà sợ gì hơn nữa đây, rắn giả mà sợ gì? Trời ơi, gì? Ông tưởng hù mình sợ hả? Hết sợ mày rồi.
Mày rắn giả mắt mới thì sợ mày. Trời ơi, đục tưng. Vậy mà nãy giờ tưởng mày đi đâu mất tiêu rồi chứ. Ảnh đâu có biết là tao đâu có sợ rắn đâu. Nhờ mày á nha, tao mới được ảnh lận hai cái đó. Thương quá à. Mày lập công lớn, cho nên là tao quyết định thả mày đi nha. Long ơi, Long ơi, Long ơi, Long ơi, dậy đi em, dậy đi em. Tin tốt nè Long ơi, cháy vé hết rồi. Cháy vé? Ừ. Vui không em, vui không? Hả? Thảm họa. Sao vậy? Không phải, em hiểu lầm rồi. Cháy vé có nghĩa là đã bán được hết vé rồi, chứ không phải là cái vé bị cháy đâu. Long ơi, vui vui quá à. Không phải cô ơi. Hả? Thảm họa ở đây có nghĩa là cô nhìn hai nhân vật chính đi. Sao vậy? Nhìn đi Mẫn, Yumi, bây giờ hai đứa diễn một lần cho cô xem nha. Được cô. Hai ba. Ôi Romeo, nếu họ nhìn thấy chàng họ sẽ giết chàng mất. Không đâu, ta muốn được ở bên nàng dù bất cứ phương trời nào. Ta muốn được lấy nàng và yêu nàng mãi mãi. Hỡi người ta yêu dấu, ta thề có vầng trăng kia làm chứng. Ôi Romeo, xin chàng hãy lấy ánh trăng kia mà thề thốt. Nhưng nếu lòng chàng thật sự thì chàng hãy thề với vị thần tình yêu ở trong lòng. Trời đất ơi, Yumi ơi, Mẫn ơi, hai em diễn hay quá. Romeo và Juliet phải dành cho hai em. Thấy chưa Long, thảm họa là sao? Cho 12 kịch bản đi. Rồi thoại đi. Ôi Romeo, ôi Romeo. Nếu họ nhìn thấy chàng họ sẽ giết chàng mất. Không đâu. Sao vậy? Hai đứa không có thuộc thoại hả? Hai bạn giỏi lắm cô ạ. Tập 5 tiếng đồng hồ rồi, có kịch bản mới thoại được mà bỏ kịch bản ra là thoại vấp. Không có sao hết á, tại vì hai bạn lần đầu tiên diễn kịch mà, cho nên chưa có kinh nghiệm đâu. Để từ từ, cô kêu hai bạn làm lại lần thứ hai nha. Không nổi đâu cô ơi. Trong trường đồn hai bạn này là hai bạn dốt nhất trường. Em ngồi đây nhìn họ tập 5 tiếng đồng hồ em còn thuộc thoại, làm sao mà cầm kịch bản không thuộc là sao? Thôi mà, em nói nhỏ nhỏ thôi, hai bạn nghe hai bạn buồn đó, nhiều khi chưa có quen thôi. Xong rồi phải không? Chuẩn bị bắt đầu lại nha. Ok. Hai, ba. Ôi, Romeo. Xin chàng đừng lấy ánh trăng kia mà thề thốt. Không đâu. Ta muốn được ở bên nàng mãi mãi. Dù ở bất cứ phương trời nào, ta vẫn muốn lấy nàng, muốn được yêu nàng. Thôi đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi hai em ơi. Cô thấy sự dốt của hai bạn đi chưa? Không có sao đâu. Em nói nhỏ nhỏ thôi, em nói vậy hai bạn buồn đó biết không? Bây giờ cô biết rồi. Như vậy nè. Dạ. Cô có cách giải quyết rồi. Cô sẽ mướn chuyên gia về để chỉ đạo diễn xuất cho hai em. Vậy tốt quá rồi. Một, hai, ba, diễn. Ôi Juliet, ta muốn lấy nàng, ta yêu nàng. Hỡi người ta yêu dấu ơi, ta thề có vầng trăng kia làm chứng. Ôi Romeo, ôi Romeo, em không thể tin chàng được. Trời ơi, cô nói thiệt với họ, cô những con quá mệt luôn á. Cái câu này là cái câu ở đằng sau. Cái câu ở đằng trước á là cái câu khác. Con nhớ cái câu trước không? Cái câu con mới nói là câu đằng sau nữa. Còn trước cái câu đó là mình có một cái câu khác. Nhớ chưa, nhớ chưa? Là câu gì cô? Không nhớ hả? Rồi rồi, để cô nhắc nha, cô mồi. Cô mồi, cô mồi, cái chữ đầu, cái câu bắt đầu con nói luôn nha. Này, bắt đầu lại nha. Xin chàng. Xin chàng. Đừng. Đừng. Lấy. Lấy.
Phần trăng. Phần trăng. Kia. Kia. Mà thề. Mà thề. Thốt. À, xin chàng đừng lấy phần trăng kia mà thề thốt. Trời, con không thuộc chữ nào vậy luôn hả? Trời. Rồi, rồi, tiếp theo nữa. Ok luôn, rồi mình tiếp theo đi câu đó, sau đó, sau đó. Câu đó, câu sau á. Thôi. Nếu. Nếu. Chàng. Chàng. Yêu. Yêu. Ta. Thật lòng. À, nếu chàng yêu ta thật lòng. Rồi, 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 rồi cái câu sau. Còn câu sau là con nhớ đúng không? Câu sau của con này nè. Câu sau. Câu sau câu đó đó. Là câu nào cô? Chàng chỉ cần. Ờ, chàng chỉ cần. Thề. Thề. Rồi rồi, tiếp nữa, thề gì? Trời, cô không tin luôn á. Cô nói thì là sao vậy? Con cố tình đúng không? Con cố tình nãy giờ con không để ý những gì cô dạy đúng không? Chứ sao mà con không có thuộc cái gì hết trơn vậy? Con không có. Chứ sao? Trời ơi, nãy giờ mình tập quá trời luôn mà con không có nhớ cái gì luôn á. Con cố tình chọc tức cô đúng không? Con đã cố gắng rồi, nhưng mà thoại dài quá. Từ từ con mới thuộc chứ. Trời, có cái câu nào dài đâu, trong này không có một cái câu nào dài hết trơn á. Hồi nãy giờ mình tập á là 2 tiếng đồng hồ rồi. Tập đi tập lại biết bao nhiêu lần rồi mà con nhớ không có thuộc câu nào hết là sao? Trời ơi, như vậy làm sao mà tiến bộ được? Con phải cố gắng lên chứ. Nè, bây giờ làm lại lần nữa nha. Ha. Làm lại lần nữa nha. Vô câu. Đó, cô nói gì? Rồi con nói gì? Con nói gì? Vô. À... vô. Cái này mà là cái kiếm mà nãy giờ cô đâm con chết rồi đó nha. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi không thể nào bình tĩnh được bà. Bây giờ con có tập nữa không? Con không tập nữa thì mình nghỉ tập luôn đi. Cô nghĩ là con không thể nào tiến bộ được khi mà con không có chịu tiếp thu những cái gì mà cô dạy. Đúng không? Nhà soạn nhạc mà làm như nhà biên kịch vậy trời. Ê, nè 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 nè, nói gì đó. Ê, mới nói gì xúc phạm nha. Không có. Ê, học trò của bà xúc phạm tôi nha. Không có, bé còn nhỏ chắc đang bị căng thẳng thôi mà. Không có căng thẳng gì hết trơn. Qua đây. Hả? Tôi không có nói chuyện với nó nữa. Qua đây nói chuyện với tôi. Hả? Tôi cảm thấy là tôi đã bó tay với cái trường hợp rồi. Thôi mà, ráng thật vậy. Thật sự là tôi rất là thương bà. Và tôi muốn giúp bà. Nhưng mà tôi cảm thấy là không thể nào giúp được. Với cái tình hình mà học mà không chịu tiếp thu và không thể nào nhớ lời được. Thôi mà Kim Chi, ráng giúp lại lần nữa nha. Lần cuối cùng. Xin lỗi bà, tôi đành bó tay. Bà hãy cố gắng một mình nha. Ê, nè, Kim Chi. À, cô nghĩ là em quá căng thẳng đúng không? Tại vì nhiều thoại quá em nhớ không hết đúng không? Là cô hiểu rồi. Bây giờ thì mình bắt đầu từ cái câu mà cái câu quan trọng nhất là cái câu xin chàng đừng lấy ánh trăng kia ra mà thề thốt. Nha. Nha, xin chàng đừng lấy ánh trăng kia ra mà thề thốt. Nha, câu chính đó nha. Nó hơi dài, cô sẽ rút ngắn lại là xin chàng đừng thề. Rồi, em chỉ cần nói cái câu 4 chữ xin chàng đừng thề thôi. 2, 3, viết. Bởi tin lời thề. Đó là tựa đề của bài hát. Ủa? Dạ con. Hỡi Juliet, nàng có nghe ta nói không? Quen thuộc quá vậy. Là ta đây nè. Ta là Ronaldo đây. Romeo. À, ta là Romeo đây. Trời ơi. Chàng về đi. Nếu họ thấy chàng, họ sẽ giết chàng mất. Không đâu, không đâu, không đâu. Ta không chịu đâu, không đâu, không đâu. Sao nhiều không đâu quá vậy? Vì mấy cái không đâu mới đúng. Một cái là người ta hiểu rồi. Vậy hả? Tiếp đi. Tiếp lại gì nữa? Ta muốn ở bên nàng mãi mãi. À, ta muốn được ở bên nàng mãi mãi. Tiếp đi. Nhắc nữa đi. Không có. Tận chân trời góc bể. Ta muốn được ở bên nàng mãi mãi. Dù ở tận bể bơi. Dù có bể bơi ở trong nữa. Sao Juliet đi bơi làm gì? Ông điên hả? Bể bơi dù chân trời góc bể, chân trời góc thể. À, rồi lại nha. Tiếp đi. Tiếp luôn hả? Đang vô tâm lý. Rồi. Quên nó rồi.
Ông đi chết đi. Ông đi chết đi. Tại tôi nói ông mà, tôi nói ông đi chết đi á. Ủa cái gì vậy? Ông diễn mà ông không thuộc thoại là sao? Như vậy sao diễn? Thôi thôi thôi, nhắc tôi lần nữa đi, nhắc tôi lần nữa đi. Ủa tôi nhắc ông cả trăm lần rồi, một câu thoại thôi cũng không thuộc nữa. Thôi thôi, giờ lần cuối hứa lần cuối sẽ thuộc, sẽ thuộc. Lần cuối đó nha. Ừ, ừ. Bực bội ghê luôn á. Câu thoại em cũng không nhớ. Đó, đó, Phương Đông đó. Phương Đông đó. Và nàng Juliet là mặt trời. Và nàng Juliet là mặt trời. Nhô lên đi, nhô lên đi, nhô lên đi. Nhô lên đi, nhô lên đi, nhô lên đi. Khoan 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 khoan. Ừ. Nhô là cái gì? Là nhú đó. Mặt trời nhú lên đi, nhú lên đi. Mặt trời nhú lên đi, nhú lên đi. Hãy sáng lòa lên để che đi hết ánh mặt trăng lạnh lẽo kia đi. Ánh mặt trăng bệnh hoạn và xanh xao vì ghen tuông hạnh phúc của đôi ta. Xí, sao dài quá vậy? Rồi sao nhớ hết? Trời ơi, dẹp đi. Mệt ông ghê luôn đó. Tôi đã vừa diễn vừa nhắc thoại cho ông rồi mà ông không thuộc là sao? Chứ giờ dài quá tôi không mới nhớ hết thiệt. Ông nhớ hết thì nghỉ ông đi, dẹp đi. Không tập nữa. Nghỉ thì nghỉ. Làm gì căng? Nghỉ đi. Nè. Cái gì đấy? Đem mớ lông lá đi luôn đi. Cái này người ta không gọi mớ lông lá nha. Chứ là cái gì? Là cái thảm lót. Vậy đem cái thảm lót đi đi. Thảm lót mà choàng lên người. Tính làm cái bàn à? Tào lao. Đồ khùng. Nói lại lần nữa coi. Chả nói gì cả. Đó, Phương Đông đó. Và làm gì đấy là mặt trời. Tào lao. Cực tập. Ôi Romeo, ôi Romeo. Nếu họ mà nhìn thấy chàng. Nếu họ nhìn thấy chàng, họ sẽ giết chàng mất. Họ sẽ giết chàng mất. Long, ta muốn được ở bên nàng. Ta muốn được ở bên này. Đừng đi. Đừng đi. Đừng đi, đừng ngáp. À, xin lỗi. Đừng đi. Ta xin trao lời thề chung thủy. Ta xin trao lời thề chung thủy. Xin đừng thề. Xin chàng đừng thề. Sao rồi? Tập tốt không? Ủa, thầy Phúc tới rồi hả? Ừ. Tốt lắm thầy Phúc. Tập tốt lắm thầy. Em với lại Long thuộc thoại rồi. Còn Yumi với Mẫn thì chưa. Ủa là sao? Hai đứa này diễn thì hai đứa này phải học thuộc thoại chứ. Tại sao hai người thuộc thoại? Hai người tính nhận giai người ta hả? Dạ không phải vậy đâu thầy ơi. Em nhắc thoại, em ngáp. Mà bạn Romeo bà cũng ngáp theo nữa. Tại em tưởng là bạn nó đang mi đường dây cho em như vậy. Mi đường dây cái gì? Thầy ơi, hai bạn này không thuộc thoại. Mà hai tiếng nữa mình trình diễn rồi. Cầm kịch bản mới thuộc mà bỏ ra là thoại vấp. Như vậy làm sao mà trình diễn hả thầy? Thật ra hai em á diễn rất là tốt. Chỉ có điều là chưa có thuộc thoại thôi thầy Phúc ơi. Bây giờ trả vé là không được rồi. Không thuộc thoại. Tôi có cách. Ủa? Ờ, Hoàng. Hoàng Anh. Bà cũng đi coi tụi nhỏ đó hả? Bữa nay Yumi nhà mình diễn mà phải đi coi chứ. Công nhận nha, hai đứa nhỏ con mình. Ôi, tụi nó đẹp dễ sao đẹp luôn á. Giống ai? Giống hai đứa mình với ai? Nó nhỏ nhỏ thôi mắc cỡ chứ. Tôi nói nha, hai đứa này á mốt lớn lên thế nào cũng làm diễn viên à. Mai mốt cái gì? Trong một tương lai gần đây thôi. Trời ơi, sao bữa nay tôi thấy hạnh phúc quá à. Còn tôi bây giờ tôi no quá nè. Nô no. Sao tự nhiên vô đây nằm lấp mền vậy? Bộ bệnh chỗ nào hả? Cái thái độ vậy là tôi biết rồi. Chắc tại vì ông thấy tôi không sợ con rắn chứ gì. Cho nên ông giận tôi phải không? Mà cái đó giận cũng kỳ cục. Nghĩ sao vậy? Trời ơi, mấy chục năm sau đem cái trò đùa hồi đó mà đem hù tôi, rắn giả ai sợ. Nhưng bà đã thay đổi được. Bà thay đổi nhiều quá. Trời ơi, tôi có thay đổi gì đâu. Tôi vẫn là bé năm của ngày nào, không có thay đổi gì hết trơn. Bà ta thay đổi 180 độ, trong khi tôi không thay đổi gì cả, mà bà thay đổi thôi. Tại vì nhát rắn mà không sợ, giận hả? Nghe thôi, nếu bà vậy thì cho tôi xin lỗi nha. Xin lỗi ông ha. Nè, bây giờ để làm quề nha. Ăn gì không? Thì xuống tôi nấu cho ăn. Không ăn đâu, không ăn đâu. Không ăn Phương. Ê, là giờ vậy đi. Cầm rắn, nhát tôi cái tôi. Ô, tôi sợ quá đi. Rồi. Không, không thèm, không thèm. Hết vui rồi, hết vui rồi.
Ý, chuyện gì vậy anh? Em ơi, cái gì mà lấp lé lấp lé, nhìn dễ thương quá à. Hả? Anh Nghĩa ơi, có khi nào làm ma chơi không anh Nghĩa? Năm sợ quá à. Làm gì có. Ý. Hả? Đúng rồi. Đúng đèn. Hả? Đúng lắm đèn. Ừ. Hả? Năm sợ năm đớn đó anh Nghĩa ơi. Trời ơi, đúng lắm đèn cái gì đâu mà sợ. Đẹp dễ thương còn chết à. Sợ lắm, đâu sợ đâm đâm lắm đâu, dám mở mắt ra đâu. Ông mở mắt sao thấy đường đi? Ông đâu không biết đâu, bây giờ làm sao? Nó không dám mở mắt ra. Thôi được rồi, vậy đây anh cổng em về nha. Anh Nghĩa cổng em về hả? Ừ. Ờ đúng rồi đó, anh Nghĩa cổng em là em không có sợ nữa. Đúng rồi đó. Nhưng mà mở mắt vậy thấy không đớm sao? Đâm sợ đâm đớm, đâm sợ đâm đớm. Phải rồi, đó là những ngày thơ mộng đẹp đẽ hồi xưa. Ngày xưa yêu dấu của mình. Ơi, thương cho cậu chủ Đức Nghĩa ngây thơ của tôi quá à. Ông vẫn không hề biết gì, vẫn nghĩ tôi là cái người nhút nhát sợ hãi hả? Đó là tôi muốn trong mắt ông, tôi là cô bé ngây thơ nhút nhát để được cậu chủ yêu thương vỗ về chăm sóc. Nhưng mà ông đâu có ngờ. Ôi trời ơi. Rồi, cầm cái đèn đi, anh cầm em về. Dạ. Anh Nghĩa đừng có bỏ Năm nha. Anh không bỏ em đâu. Mình đi về nha. Dạ. Nhắm mắt lại nha chưa. Anh, em sợ lắm. Anh Nghĩa đi cẩn thận nha. Dạ. Anh Nghĩa ơi, sao vậy anh Nghĩa? Anh giỡn. Đêm đứng đèn lãng mạn gần chứ. Sợ gì không biết. Xu rau mì cho ăn nha. Hai chiếc hộp gà nha. Cảnh này tôi nhớ có Romeo hay là Juliet thôi. Thằng quỷ này quỷ nào nữa vậy? Thấy cầm chỗ chắc quét rác quá. Sao nhân vật nào như bà điên vậy? Cô giáo đó. Trời đất ơi. Nhưng mà anh đóng vai gì? Không biết. Vậy hả? Ôi Romeo. Con gái tụi nó nói kìa. Ôi Romeo, chàng cũng có mặt ở đây sao? Hãy bỏ chạy đi, vì họ sẽ giết chàng. Ôi Juliet. Nó nói kìa. Ta xin nàng hãy đứng lại đó. Trong lòng ta lúc này rất ao ước được hẹn thề thủy chung với nàng. Ta xin thề dưới mảnh trăng thiêng liêng này. Đó là tất cả những gì lời Romeo muốn nói. Của câu thoại này nhớ là của Romeo mà. Vậy hả? Ừ. Sao quét rác nói? Thì bởi vậy. Ôi Romeo. Juliet muốn nói rằng xin chàng đừng lấy ánh trăng kia mà thề thốt. Phải không? Đúng rồi. Ủa sao con gái bà không thoại mà để cho bà nội đó thọ lai vậy? Ủa vậy hả? Là nó phải thoại hả? Cái câu này của Juliet. Vậy hả? Ừ. Sao cô giáo thọ vậy? Và còn nữa, Juliet tiểu thư muốn nói rằng xin chàng hãy từ cha của mình và từ bỏ tên họ của mình đi. Phải không? Thế Juliet của ta. Đây, tới con tôi, tới con tôi. Từ nay về sau, nếu nàng muốn, Romeo sẽ không còn là họ Montegi nữa. Đúng, không còn. Sao quỷ hốt rác nó giành thoại con tôi hoài vậy? Ủa vậy hả? Ừ. Đáng lẽ là con bà nói hả? Thì đó. Gì kỳ vậy? Chàng Romeo. Nữa kìa. Chàng hãy hứa đi. Có mảnh trăng thiêng liêng này, chàng hứa sẽ ở bên nàng Juliet suốt đời phải không? Phải, ta xin thề. Ôi Romeo, chàng hỡi. Tiểu thư Juliet tính nói rằng xin chàng đừng lấy ánh trăng kia mà thề thốt. Ủa sao nó không nói mà nó để cho cô giáo nói vậy?
cậu này nó là của con bà đó. Thì đó, con nghi nghi làm vậy mà. Bởi anh chàng kia nghiêng ngả, cứ mỗi tháng cứ thay đổi đường đi lối về, cả quỹ đạo lẫn chu kỳ, phải không tiểu thơ? Đúng rồi, hồi nãy giờ thấy hai đứa đóng vai chánh, con tôi với con bà toàn là đúng với rồi với ừ không vậy? Nói gì được cái ba má đó. Sao vậy? Giành thoại hết rồi. Tôi đã tìm ra được thủ phạm làm bể chiếc bình cổ. Thủ phạm đó là một trong những đứa đây. Hả? Từ mảnh vỡ này tôi đã tìm ra được thủ phạm làm vỡ cái bình này rồi. Trời ơi, tôi xin tuyên bố cho cả nhà, tôi đã tìm ra được thủ phạm làm bể chiếc bình cổ của tôi rồi. Nữa hả? Nội, em nói là em không có sao hết trơn á, cho nên thầy cứ đi đến chỗ mà thầy muốn đi. Đón xem tập 48 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19:50 ngày 11 tháng 4 năm 2017 trên kênh HTV7. Gia đình là số 1. Yeah, yeah. Gia đình là số 1. Gia đình là số 1. Gia đình là số 1. Hey!